nhớ anh không có chửi Mỹ nha, anh nói con chó đẹp nha mày, đúng không? Tại cái loại ký sinh trùng mà dễ thấy nhất là con ve chó, nó con ve chó thì, nhưng mà muốn muốn dẫn chứng con ve chó thì không thể nào dẫn chứng con ngựa được, phải dẫn chứng con chó đẹp. Anh không có ý chửi Mỹ nha mày, mà đừng có nói tao xuyên tạc tao chửi Mỹ nha, không có mày. Không phải là sợ Mỹ, không phải là gì cả, nhưng mà anh tôn trọng Mỹ. Đó, anh nâng tầm quan hệ Việt Mỹ nha mấy em. Cái gì? Gì mát tuyên đón, tiên đón hay là tuyên đón? Sai bét tờ lưa. Cái phân số gì đó có chứng minh được chưa? Phân số gì? Phân số gì nổ ra coi chơi phát nữa nè. Rồi còn ca nào khó không? Đó, còn ca khó thì cứ liên hệ anh xử lý ca khó cho. Ca dễ quá không chơi nha, giống như câu nào nãy hỏi gì mặt trận Tổ quốc gì đó thì thôi để cho ông Tuấn tiền tỷ nó ngồi nó đam đi. Gì? Phân số tỷ lệ bóc lột là 100% gì đó, đệ tử của Mác mà không biết là thua rồi. Nhiều khi đệ tử của Mác á mà biết những điều mà ông Sơn Tây ông không biết, có còn Sơn Tây ông học lóm, ông nói chuyện đâm ban nên không cần phải tìm hiểu. Nó ông hỏi coi tất cả mọi người ngồi diễn đàn để có hiểu ông nói cái quần gì không? Mấy bạn hiểu ông nói gì không mấy bạn? Hả? Hả? Mẹ đu càng mà đặt nói chuyện Mác Lê. Đúng là nghe không biết chục nhã thì chứ. Người ta học lý luận mà, người ta học lý luận Mác Lê cao cấp ở trong trường đại học đây, người ta chưa dám nói chuyện Mác Lê. Ông mà nghĩ sao ông đu càng nói chuyện Mác Lê nghe mắc cười. Ủa, ví dụ như người dân ở trong Việt Nam có bằng đại học, có bằng đại học của Việt Nam có cần nghe phản động nói chuyện Mác Lê không? Hả? Thí dụ như Mác Lê có thể là thằng thằng học đại học ở Việt Nam nó không có được gọi là giỏi lắm, nhưng chắc chắn nó hơn đu càng chắc rồi. Đúng không? Hơn đu càng xiềng rồi. Tại vì ngày xưa cha ông tụi nó bị Mác Lê gõ cho chạy như con đót luôn. Mà ngày hôm nay bị Mác Lê nó đè trong đầu lớn lớn không nổi mà tiền không vô luôn. Ám ảnh trong đầu cái gì cũng Mác Lê, Mác Lê, Mác Lê hết á. Ám ảnh nhân loại chứ phải vài người đâu, thì đúng rồi, mẹ mẹ miễn sao ám ảnh nhân loại là được rồi, đúng không? Thế giới nó phải có cực, nó có cực Mỹ thì nó phải có cực Mác Lê thì thế giới nó mới vui chứ. Thế giới nó có cực Mỹ kiếm nào đu càng không nội, đúng không? Bây giờ ông làm gì ông làm, ông phải thừa nhận á là chính Mác Lê nó giải phóng được người lao động nên nó có một lượng fan rất là hùng hậu đó, hiểu chưa? Mà cái xui nhất á là thằng Mỹ đế mẹ là kẻ thù của Mác Lê nên đâm ra bây giờ Mỹ vẫn bị nhiều thằng nó ghét. Cái đó là ông phải công nhận Mỹ nó cũng đang đau đầu thôi, mà Mỹ đế nó đau đầu giờ không biết sao giải quyết được cái đám này đây. Cho tiền thì nó không nhận đâu, mấy cái thằng cù Mác Lê cho tiền nó không nhận đâu ba, đúng không? Nếu mà Mỹ nó giải quyết được rồi á thì kể như Trump nhẹ nhõm đem quân đem quân lính về nước mình, không ăn ngon mặc đẹp ôm gái ngủ, ai đâu mà tối ngày lính ở miền xa, đúng chưa? Nên thế giới nó có cái này có cái kia, khi cái quần thì thua nhẫn mẹ cho đầu chứ sồn, đúng không? Nó rõ ràng á là ví dụ như cái phe, bây giờ mình nói về phe đi, phe tư bản đi đó, phe tư bản nó hơn á là nó hơn về kinh tế, nó hơn về khoa học công nghệ, đúng không? Nhưng nó thua về cái gì đó, thua về cái gì mấy em, nó thua về cái gì? Ủa mà xứ sở Lê của tôi đâu, Lê hay quá mà. Xứ sở Lê dành cho người ở lại chứ không dành cho bọn đu càn, đúng không? Đúng không? Xứ sở Mác Lê nó dành cho người ở lại chứ nó không có dành cho bọn đu càn. Bọn đu càn thì nó mẹ nó bị Lê triệt tiêu, mấy gì trên Mác Lê triệt tiêu nó rồi, giờ quay mòm lại nó sủa như chó sủa trăng thôi. Nó cái đó chính là cái nhục nhã của cái bọn mà đu càn đó nghe. Thí dụ như thằng Mỹ nó nói câu này thì là được. Không không Mác Lê nó hay hơn nhiều, không phải chính trị không đâu bạn, nó nhiều cái mà tôi đang đam này tôi cũng nói được thôi, đúng không? Thí dụ như thằng Mỹ trắng nó nói câu này thì được, nhưng mà cái thằng đu càn nó nói câu này nó là nhục, đúng chưa? Các bạn đồng ý với tôi không? Thằng Mỹ trắng nó thua Mác Lê đúng, nhưng mà nó thua trên bàn đàm phán, nó thua trên bàn đàm phán nó vẫn có danh dự, nó thôi tao quýnh lộn mày nữa, mày nghĩ mày quýnh hoài
mày nghèo thấy mẹ luôn, mày quýnh với mày lỗ, không chơi nữa, ngồi nghỉ, kêu định Paris nghỉ. Đó, đó là danh dự của ông Mỹ. Đó, mà nhưng mà ngược lại cái bọn đu càng nó thua trắng nước luôn. Nó không được ngồi cho bàn đàm phán nào cả. Đó, nó quýnh cho đu càng bỏ chạy, đầu hàng vô điều kiện luôn. Nên cái bọn đu càng mà nó nói về Mắc Lê là cực kỳ nhục. Nó còn Mỹ trắng nói về Mắc Lê, ok, bạn là phía đối diện, tôi lắng nghe bạn nói, tôi tôn trọng bạn. Bạn nói xong tới tôi nói, đó không, cái vị thế nó khác. Mình văn minh mà mấy bạn, mình không có cho rằng mình luôn đúng, mình không có cho mình là mình tối thượng, mình không cho mình là số 1. Mình vẫn nghe người ta nói, nhưng mà quan trọng ai nói đã. Mà hiểu tôi nói gì không? Hiểu, vỗ tay đi ba. Ai triệt tiêu Liên Xô vậy? À quên, tự bóp giấy. Ủa đâu có gì đâu bóp giấy, không có gì bóp giấy cả. Ừ, mai Liên Xô sai lầm, Liên Xô chết, kệ Liên Xô, đúng không? Liên Xô sai lầm chứ không nghĩa là Mác Lê sai lầm, hai cái đó nó khác nhau, đúng không? Ông không thể nào chỉ hiện tượng, ông đổi bản chất nó, đúng chưa? Sao ông chỉ hiện tượng, ông đổi bản chất được? Nó thì giờ bây giờ Mỹ của ông có đội tàu lên đầu đó, giờ tôi nói sao? Tôi cũng đâu thích đâu, đúng không? Tự nhiên thằng Mỹ đế của ông mẹ đội tàu lên đầu, tôi không ưa, tôi không ưa nhưng tôi phải chấp nhận đó, thế thôi. Sao cái gì, lo nước của mình kìa, lo nước của mình kìa nha. Ở Việt Nam này chọn lựa, ok, một là Mác Lê, hai là không Mác Lê, đúng không mấy bạn? Còn chuyện thế giới thì kệ mẹ nó, thế giới nó có thằng A, thằng B, thằng C, thằng D, hai thằng sọc trẻ sào dưa gì đó, kệ mẹ tụi mày, đông quá rồi, không có nói hết. Nói chuyện Việt Nam, Mác Lê không Mác Lê đó, bây giờ Mác Lê thì là bây giờ, không Mác Lê là đu càng, vậy thôi, đúng không? Vậy thì cái học thuyết nào đúng và cái học thuyết nào sai? Còn cái chuyện thằng Mỹ đế nó xây dựng đất nước nó bao nhiêu chục năm, bao nhiêu trăm năm thì kệ mẹ nó chứ. Thằng Liên Xô cũng vậy thôi, mày xây dựng đất nước Nga hoàng sao hoàng giữa mày bao nhiêu trăm năm thì cũng kệ tụi mày chứ, tao lo chuyện tụi mày à? Anh nói chuyện công bằng không mấy em đó, anh nói chuyện công bằng không? Mà rõ ràng không có Mắc Lê không thống nhất được đó. Bây giờ phe thua Mắc Lê muốn nói cả đó, lịch sử đã ghi nhận rồi, thế thôi đó. Mác Lê đã chiến thắng được cuộc chiến đó, cái phe kia thua cây cú ngồi ẵng kệ mẹ nó, mày thua là nói gì nữa. Xong tiếp tục, chính trị nhiều quá làm cái quần gì, đúng không? Chính trị để làm gì? Rồi bây giờ Mác Lê á, nó là một bộ môn khoa học thôi, nó học mà hiểu mà làm bài được thì qua môn, còn không hiểu thì rớt mẹ môn, không có gì phải sồn, không có gì phải ẵng cả. Các bạn thấy đúng không? Ủa Mác Lê là một bộ môn khoa học thôi mà, đúng không? Mà người ta áp dụng cái khoa học đó vào chính trị, thế thôi. Chứ giờ tối ngày cứ ám ảnh Mác Lê làm gì? Đối với gì á, Mác Lê chỉ là khoa học, đã là khoa học thì phải tìm hiểu, thế thôi. Ngược lại, đúng không? Thằng Mỹ nó có lịch sử của nó, ở thì mình cũng tìm hiểu. Vậy thì trong trong lịch sử của thằng Mỹ có cái màu sắc nào của Mác Lê không? Thì cái này là nghiên cứu, đúng không? Bây giờ Mác Lê mẹ nó nhập vô đảng Dân Chủ cả nội rồi kìa, lo mà cứu lục phủ ngũ tạng thấm vô chết bà nội luôn đó. Mặc dù á, cái đảng Dân Chủ á, nó không mang màu sắc Mác Lê nó, nhưng mà nó là mang màu sắc của xã hội chủ nghĩa, đúng không? Mà Mác Lê là một trường phái của xã hội chủ nghĩa, thì bây giờ muốn chống Mác Lê hay chống xã hội chủ nghĩa? Chống xã hội chủ nghĩa chống cũng không có được đâu, không có được, tại vì bản chất của toàn cầu hóa nó là xã hội chủ nghĩa rồi, nhận không nhận cũng vậy thôi à. Nói cái này ra hỏi bạn không hiểu. Trước năm 86 Mác Lê bị áp dụng sai lầm, đúng, đâu nói gì đâu. Mua mua bằng Mác Lê được không? À quên, đồng đô bán đủ thứ chắc mua được. Rồi chạy nữa hả? Chạy nữa hả? Thì giờ thằng nào bán bằng ông dập thấy mẹ thằng đó đi, tôi cũng đâu binh đâu, đâu có đầu đạm đó, hết đam được. Hollywood nó mua bằng chết mẹ nó thôi, thì nó mua bằng thì nó bị bắt được thì nó ở tù thì cũng chạy mẹ nó thôi, có đâu để nói. Chả có gì để nói, xã hội nào cũng có thằng gian thằng không gian, đúng không? Mà một cái xã hội nó hay là thằng gian nó bị ra pháp luật nó. Chứ còn bây giờ mẹ ông Biden mà ông lên là ông làm tổng thống được có thiệt á, phun máu cũng tin nổi nữa, thiệt, làm sao ông làm đi, thấy có thiệt luôn, đúng không? Bây giờ không có cái xã hội nào 10 điểm hết á, cái xã hội nào cũng có cái sai của nó, thì làm sao để cho cái sai nó bị triệt tiêu, nó ít là chút đỉnh,
đúng không, để cho con người ta dương tính yếu với cái sai thôi, đừng có dương tính mà dương tính mạnh quá. Vậy thôi. Bạn có Hollywood mà bằng không? Cũng có thôi, làm gì nhau. Chịu. Hollywood không phải cán bộ, cán bộ không cán bộ cũng là con người thôi. Có gì không? Đúng không? Bây giờ ông nói chuyện cán bộ mẹ đêm tân có nhảy được, có nhảy gái không? Đúng không? Cũng vậy thôi. Thiếu gì Ford. Mấy thượng nghị sĩ, hạ nghị sĩ chắc không có tội quá. Không lẽ giờ bồm lôi ra nói thì mày có tội phải chịu à? Ông kể tội người này được thì người ta kể tội ngược lại, ông phải nghe nó. Còn chưa kể đụng tới Mỹ Mào tội không, nó mấy Mỹ Mào nào tội đó, Mỹ trắng đỡ đỡ chút đỉnh. Giờ muốn nói Mỹ nào, giờ Mỹ Mào tội nhục á, tội nghèo nhục, nghèo chết mẹ luôn đó, đi cạo móng lễ tạ ơn mà đặt đi lắp các vấn bài đó, mới chỉ có thứ mỹ mạo thôi chứ thứ nào đó chứ nổi không. Bạn nghe cái mùa lễ tạ ơn này đi, nghèo chết mẹ luôn, dân cạo nail không, đi 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 lắp gác kéo cái bài thua mười mấy ngàn, rút hết tiền rút hết mẹ thẻ luôn, cái đó tội gì hả? Tội hại vợ hại con hại chồng hại mẹ chứ tội gì. Thí dụ như người ta giàu mà tao quýnh bài tao thua không tức, đằng này nghèo thấy mẹ. Ủa đang nói vụ mua bằng lái gì đâu lái, thì bây giờ ông nào mua bằng thì xử thôi, nó có mua bằng đông đô thì bục nó, thì tôi đâu có gì đâu lái, tôi đâu nói là Việt Nam không có mua bằng đâu, xong rồi tôi bỏ nhỏ lại thôi. Ông mấy bên Mỹ Hollywood nó mua bằng kìa thì cũng xử nó thôi, có vấn đề gì không? Chừng nào tôi nói ông mẹ Việt Nam này không có mua bằng, Việt Nam này mua bằng là hiểu lầm nhen, thì nó là tôi lái, tôi chứ phải ông Đông Sơn Tây. Ông mới lộng chạy, ông mới lộng dám nhận, tôi nhận hết rồi. Đâu phải tôi mua đâu, tôi sợ. Tụi nó mua mà, tụi nó mua kệ mẹ tụi nó chứ, chơi tụi nó luôn chứ mắc gì sợ. Chừng nào tôi mua tôi mới sợ. Các bạn hiểu ý tôi không? Hả? Còn bây giờ hồi nãy ông mới nói gì? À nhưng mà Hollywood không phải cán bộ. Ông ơi thì cán bộ nó không phạm tội này, nó phạm tội khác. Bây giờ ông bắt tôi chỉ ra đường cán bộ Mỹ nào mua bằng hả? Ông chơi bài khó vậy không? Nó mới tội nào mà tội cho người ta nói tội khác đi, bắt bây giờ chỉ cán bộ Mỹ nó mua bằng ông mới chịu hả? Vậy tôi chỉ cái Mỹ nó có, Việt Nam nó không có, ông chịu không? Vừa phải thôi, khó quá. Không, giờ nói tội gian dối mua bằng là gì, là gian dối chứ lạ quần gì. Tôi chỉ cho ông bà bự gian dối luôn nè, biết bà Hillary Clinton không? Email ở đâu lượm ra đây coi chơi đây, có gian dối không? Bây giờ ông gặp Mỹ trắng nha, ông gặp Mỹ mạo ông hỏi tôi quýnh ông chết bà luôn. Ông gặp Mỹ trắng ông hỏi đó, ồ nghĩ sao bà ngoại trưởng, cựu ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton á, có chung thật không? Bà đó bà ứng cử tổng thống đó nha ba, đó mà nội các của bà, mà hồi xưa bà làm chính trị bà làm tới chức ngoại trưởng luôn đó, ngoại trưởng là biết cỡ dữ rồi chứ không phải vừa đâu anh ông nội. Nó chịu chưa? Thì mua bằng là gian dối, là không trung thực với học lực. Thì bây giờ cái bà đó bà ôm đống email bả, rồi bà nói xạo, lúc bà tranh cử bà nói xạo quá trời luôn, vậy bà có gian dối không? Nhận ngang, đừng nói chối ngang. Gì bà Clinton có tiểu sử tâm thần mà. Ủa tiểu tiểu sử tâm thần sao cho còn cho ngồi trong đảng, không đuổi ra đi bà. Nói chuyện họ mất nết nè, nói chuyện họ bị tôi chụp nguyên cái đảng luôn này nha. Ủa vậy cái đảng dân chủ của ông chứa người tâm thần trong đó, không biết tâm thần lâu rồi không đuổi cho làm hoài vậy, chịu chưa? Ê bà Clinton mới còn làm trong đảng nha, bà chưa nghỉ nha em nội, bà còn trong đó đó. Đại hội đảng dân chủ vừa rồi bả cũng to còi lắm đó, bả với bà vợ Obama